Vâng, xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại kênh Loa Hay TV. Này, clip thì mình xin tiếp tục thực hiện tại vùng ngoại ô thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản. Anh em nào mới coi video này thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Trước mắt quý vị các bạn là nơi tập trung của rất nhiều các dòng loa từ nước ngoài, Nhật Bản, Anh Quốc, Mỹ, Pháp. Rất là nhiều các dòng loa và âm ly để anh em lựa chọn. Âm ly tại Nhật Bản thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Thế giới phải thừa nhận rằng những dòng âm ly đến từ Nhật Bản là những dòng âm ly cực kỳ hay và chất. Thì trước mắt quý vị các bạn nên là con âm ly mình thấy là nó bóng loáng luôn anh em ạ, không có tí tí vết nào. Con này con đền ông PMA 5 1500AE. Năm sản xuất 2015. Trở kháng 8 ohm. 2 cầu, 1 cầu 4 ohm, từ 4 đến 8 ohm. Đấy, anh em thấy không? Không có một vết xước nào. Mình coi thấy bóng loáng luôn nha. Đấy, nếu mà anh em thực sự là những người mà muốn sưu tầm những dòng nguyên bản thì tại nơi đây, chính xác là nơi đây, Nhật Bản mới kiếm một loa nguyên bản để anh em chơi. Loa này về thì cứ ghim điện để ăn nhé, không phải lo là hóng hóc hay sửa chữa hay mông má gì cả. Cái con này 250W. Bán tại siêu thị Nhật thì những hàng lướt thì được bao bọc rất cẩn thận để bảo quản, nằm trong điều hòa 24/24. Anh em cứ yên tâm về mà xài thôi. Bên cạnh đấy thì bây giờ mình quay tiếp một số cái cặp loa đến từ nước ngoài, đến từ châu Âu, để anh em có thể phối ghép. Còn âm ly là về Việt Nam 12.500.000 đồng em nhé, về tận sân luôn. Còn đây con loa Artec 405 với cái giá xuất xưởng của nó là 11.000-2.000. Bây giờ nó còn 6 man 6.000. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Chiều cao của nó thì theo ước tính của mình khoảng 40 cm. Và bề ngang của nó thì khoảng 20 22. Quay lần sau cho anh em coi nhé. Đấy, lần sau nó chỉ có như vậy thôi. Stam ohm. Không, chỉ ghi như vậy thôi, rất phù hợp với cái cặp, cái con âm ly ở dưới kia để phối kết hợp. Đây mặt trước của nó, đây nó chỉ có một loa tầm 10 đến 12 cm thôi. Thế mới cực kỳ lạ, nhưng mà giá của nó cực kỳ đắt luôn anh em nhé. Con này về Việt Nam gần 20 triệu, mười mấy triệu, khoảng 18 triệu. Là kén người chơi lắm, hay là thực sự hiểu về nó để đi chơi, bởi vì nó không hề rẻ một chút nào. Bát này ước lượng của mình nó chỉ khoảng 10 cm, 12 cm cục.
Thế đến phía dưới đây là một con cũng là của nước ngoài luôn anh em ạ. Sản xuất năm 2000. Thông số kỹ thuật ghi đầy đủ, con này con AR. Con này nó cao cũng khoảng 40 cm. Chiều ngang thì khoảng 18-19. Bát này, con này là bát 16 rồi, 16 cm. Hai đường tiếng, một bát một chép. Con này là cái nó mới nhỉ. Mới khủng khiếp luôn, hình bóng loáng luôn. Đấy, thông số của nó đây anh em. Thông số kỹ thuật của nó đấy. Ok, series made in, con này là sản xuất tại các quốc gia châu Âu anh em nhé. Loa của nước ngoài, loa châu Âu. Loa châu Âu kết hợp với âm ly đàn âm của Nhật thì quá tuyệt vời luôn. Quá hay luôn cho một siêu phẩm. Con này PM 685. Con này cũng đẹp này. Mỗi tội con này, vừa nãy mình quan sát thì con này sản xuất made in China. Made in China chắc nhiều người không thích thì thôi bỏ qua. Đây có cặp rất là hợp lý mà đẹp này. Đàn ông hai đường tiếng, bát 16, chép viền vàng mới tinh luôn, gần mới tinh. Con này chốc mình xem sản xuất tại đâu, hình như con này không phải sản xuất tại Nhật. Đúng rồi, không phải sản xuất tại Nhật. Con này sản xuất tại Đài Loan. Mới như này, trông con này tướng Đài Loan. Đài Loan những cái tiêu chuẩn Nhật anh em ạ. Nhật rất đặt mà. Công ty mẹ nằm, công ty con nằm ở Đài Loan. Hãng xưởng nằm tại Đài Loan nhưng còn rất là công nghệ của nó, công nghệ Nhật hết anh em ạ. Hàng vào Nhật nè. Này full 120W, 6 ohm, chờ kháng. Cái giá của nó rất hợp lý, giá rẻ mà. Mình không có giá cụ thể, không cân được. Nhưng mà chắc là nó chỉ tầm 4-5 triệu là cùng. Nặng quá đấy, nặng lại tầm 5-6 triệu đấy. Còn những cặp, đây là cặp loa trợ lời anh em nhé. Anh em nào mà hát karaoke hay hát thì nhớ sắm thêm cái bộ này, này. Sắm thêm cái cặp này về. Cái bộ này, mấy con này đẹp này, về Việt Nam thì nó 4 triệu rưỡi một cặp. Khoảng đấy, 4 triệu rưỡi về tận nhà luôn. Hôm nay mình clip thì mình sẽ đi ngắn này nhá. Để mình tải lên, mình đẩy lên kênh cho nó nhanh. Anh em nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Anh em gì có thắc mắc liên hệ trực tiếp với mình thì qua một cái Zalo là 81 703 113 4526. Mình xin đọc lại 81 703 113 4526. Số Zalo của mình, Zalo mình để tên là Loa Hay CP.
Đấy, quay thêm cho anh em con loa này nữa, con loa con Pioneer, loa hoài cổ. Con này cực kỳ đẹp luôn. Mỗi tội hơi nặng chút, giá về cước hơi cao. Bát này xuống 18. Một bát một chép. Tuyệt vời luôn. Đấy, clip thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc anh chị xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em ở những clip kế tiếp. Anh em nào mà muốn kết bạn qua Facebook với mình thì mình để cái đường link ở dưới cái phần bình luận, dưới cái phần mô tả của video này. Cái đường link có chữ đường link màu xanh, anh em nhấn vào đây nó sẽ dẫn đến một cái Facebook là Loa 2GP. Anh em vào đây kết bạn, xong có gì thì liên lạc trực tiếp với mình cho dễ. Đấy, nhiều khi anh em hỏi ở trên đây mình cũng trả lời, nhưng mà cái độ tương tác của nó còn ít, thì anh em cứ để lại cái bình luận rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Những cái gì anh em thích thì mình sẽ quay. Còn liên hệ trực tiếp thì anh em cứ bấm vào Zalo, bấm vào Facebook của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý anh chị các bạn. Hẹn lại anh em những clip kế tiếp. Bye bye.